Chào các bạn, hôm nay thì Hà sẽ làm một buổi review 6 màu son của bộ sưu tập lớp MY by Thủy Tiên. 6 những cái gọi là hoa khác nhau để tượng trưng cho những cái mùi hương và màu sắc và nhan sắc của mỗi phụ nữ sẽ là những bông hoa dịu dàng khác nhau. Khi màu đen rất là quyền lực như thế này, nghĩa là bên trong rất là sâu sắc của người phụ nữ.